Thưa bà con và các bạn, Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Bạc Liêu thông báo về việc xét nghiệm tầm soát COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường 1 thành phố Bạc Liêu. Ủy ban Nhân dân phường 1 thông báo về việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với đại diện hộ gia đình người dân trên địa bàn phường 1 với thời gian, địa điểm và đối tượng cụ thể như sau. Thời gian xét nghiệm bắt đầu từ 8 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2021, thứ Bảy. Địa điểm, xét nghiệm tại nhà. Đối tượng, đại diện hộ gia đình. Yêu cầu hộ dân cử người đại diện của gia đình, ưu tiên người đi lại, tiếp xúc nhiều, nguy cơ cao, ở tại nhà đúng thời gian nêu trên để tham gia xét nghiệm tầm soát COVID-19. Nếu hộ dân nào không cử người đại diện tham gia xét nghiệm thì sẽ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. Nếu làm phát sinh dịch bệnh do không đi xét nghiệm tầm soát COVID-19 thì sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định. Các bạn và bà con hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức tiếp theo nhé.